Lâu lâu mọi
Hello, alo, anh nghe con em ơi, chào xíu, nghe được không ạ? Nghe Alo, không rõ, nghe không rõ thôi ơi. alo, Đúng rõ rồi. rồi ạ? Alo ạ? Rõ thì chưa biết chuẩn bị gì ta. Alo ạ, nghe không mọi người? Alo, người nghe rõ không ạ? Alo, Rõ 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 thầy ơi. đặt kí cái, không nghe thấy, chờ xíu. Hello mọi người. Xanh rồi ạ. Sai mọi người nhé. Điểm sai. Hôm nay tôi có rồi. Rồi, Linh. Linh như chưa làm vào. Được rồi. Chính. Rồi này. Rồi lập rồi điều điều nó chưa vào
Tài rồi này, Trương Sơn này, còn đi rồi này, Ngọc Hiền này, đều có ạ, chém điều này, Dũng này, rồi này, Đạt này. Tôi vẫn đặt vào rồi chứ ạ? Chưa ạ? Đây có rồi mà. Cái không giấu thôi. Đây. Rồi này. Không rồi, chết này. Rồi này. Đích này. Cha này. Rồi, quân. Rồi. Chưa ba bạn một người ạ. Ok, chờ một phút nữa đi, hai phút đi, xem là có ai vào nữa không, còn ba bạn này không. Vâng, ok, được ạ. Tầm trước lâu trong tròn không bảo nhớ bài tập là gì nữa. Vì khả năng trước bài tập trước. Bài này đúng không? Chiếc bài này à? À thôi, em nghĩ này, bài này thì theo em nghĩ lại là chúng ta nên học kiến thức hôm nay, xong ta làm bài này thì nó sẽ tuyệt vời hơn anh ạ. Đằng nào thì hôm nay chúng ta cũng đổi cú pháp và chính thức dùng cú pháp Combinator của bài này, là mình sẽ không cần quan tâm đến cú pháp cũ nữa. Chúng ta cũng chắc chắn sau này sẽ dùng cú pháp này luôn, là chúng ta sẽ không quá nặng nề về cú pháp cũ, nên khả năng anh sẽ chữa bài này bằng cú pháp mới luôn. Thế được một người nhỉ? Thế rồi ạ, thì em nghe sẽ dạy kiến thức hôm nay với cú pháp mới luôn. Thì với nội dung hôm nay chúng ta học về function component. Component. Đây là nội dung mà chúng ta sẽ học hôm nay. Chiều nay em anh có gửi một cái video nhỏ nhỏ trên Slack đó. Nếu mọi người đã xem rồi thì mọi người có thể có một cái hiểu biết cơ bản về nó. Không thì hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với nó. Và bài tập hôm nay, bài tập hôm trước như anh cho à, thì hôm nay cũng chưa dựa vào cái này luôn. Để chúng ta thống nhất cú pháp một chút. Tức là cú pháp về component thì chúng ta sẽ chọn cái này là cú pháp chính. Chúng ta sẽ không dùng cú pháp cũ kia nữa. Kiểm tra lại xem có các bạn vào lại chưa nào. Anh Linh nghỉ à? Ảo nhỉ? Không biết thông tin gì. Không sao à? Rồi. Ta bắt đầu với function component mọi người nhé. Thì chúng ta có khái niệm component. Component là một thành phần của dự án React, là một thành phần của trang web. Component thì sẽ giúp cho chúng ta có thể sử dụng code tốt hơn. Mình sẽ rút ngắn được code bởi vì nó sẽ giúp mình rút ngắn được những cái thao tác lặp lại. Nhưng mà chúng ta cần dùng nhiều lần thì nó sẽ rút ngắn đi. Thì là component. Thứ hai thì nếu mà nhắc đến function component thì mình phải so sánh được nó với class component anh em ạ. Thì khác nhau ở đâu thì ở trong cái quiz hôm trước ấy, thì anh đã đề cập rồi, thứ nhất là cú pháp, thứ hai là state và thứ ba là life cycle. Đấy là ba cái thứ nó sẽ khác.
thì cú pháp thì khác thì rất là chắc chắn là rõ như thế rồi, chắc chắn phải khác cú pháp. Thứ hai là về state thì function component không hỗ trợ state ở cái dạng bình thường, bởi vì là function nó chỉ là một cái hàm đúng không, còn class nó là lớp thì lớp nó có charter, còn function thì không, đấy là lý do chúng ta không phải khai báo state được. Tương tự như thế thì chúng ta không có state, chúng ta sẽ không thể cập nhật giao diện, nên là người ta cũng không hỗ trợ cái life cycle, tức là những cái hàm đứt đứt mount rồi đứt update các thứ, hay là rerun mount thì đều không có. Thì với function component chúng ta sẽ có những cái khác để xử lý, đó chính là hook rồi. Thì mặc dù không có nhưng mà nó lại hỗ trợ thêm một cái thứ gọi là hook. Hook này thì chúng ta sẽ biết đến là một cái thư viện có sẵn của React thôi, nó sẽ cung cấp cho mình hai công nghệ để mình làm được với state và life cycle, đó là useState và useEffect. Chúng ta sẽ có từ use hai từ đấy không nhé. useState thì sẽ cung cấp cho mọi người khả năng để tạo ra state, còn useEffect thì cung cấp khả năng xử lý được xử lý được life cycle. Thì mọi người nhớ nhá, thì nó sẽ tự tương đồng như thế. Và đây cũng là cú pháp function component đó, nó chính là cú pháp cuối cùng của component chúng ta sẽ làm từ giờ đến cuối. Chắc chắn sau này mọi người làm cái gì với React thì nó cũng đều làm kiểu dùng hook và function cũng đến hết, chúng ta không dùng class component nữa. Thì tạo thằng này thì rất là dễ thôi, tạo thằng function component thì chúng ta làm rất là đơn giản. Chúng ta sẽ đặt là tạo một cái bất kỳ thôi, rồi chúng ta export không quên, nó phải là file JS đây không ạ, nhầm ấy. Còn default function app component. Chúng ta sẽ return luôn, đúng không? Không cần render gì cả, return luôn. Sau này thì chúng ta có thể return bất kỳ cái gì đấy. Chúng ta sẽ thử return một cái H1 thôi. Xin chào. App component. Mình sẽ có cái dòng như thế. Và đương nhiên là chúng ta dùng nó thì vẫn dùng ở bên app rồi. Đây, chúng ta sẽ gọi nó ra đây thì mình bỏ nó đi nào, mình sẽ dùng app component. Rồi chúng ta sẽ làm gì sau đó thì mình đương nhiên phải chạy chạy dự án rồi. Dự án này sẽ nằm trong C05 và nằm trong demo 175, nên là chúng ta sẽ có cd demo 175, rồi chúng ta sẽ np một start để chúng ta chạy dự án. Đó, mình sẽ thấy là chúng ta có hoàn thành cái việc tạo ra được một cái function component rất nhẹ nhàng như thế. Thì cái đầu tiên chính là state, thì chúng ta thử xem là cùng một cái dùng state ấy, thì thằng nào sẽ ngắn gọn hơn nhé. Thì state ở bên function component nó rất là đơn giản, mọi người sẽ có một cái use state để hỗ trợ cú pháp sinh sau, mọi người dùng lab để khai báo biến này, giống với code ở trong function đó mọi người, thì lab để khai báo biến. Ví dụ như mọi người cái khai báo biến của state ấy, nó sẽ đi theo một cặp, nó sẽ là một cái cặp như thế này, useState này. Thì nó sẽ như này, và nó sẽ có hai thứ bên trong. Cái thứ nhất ở trong cái mảng này ấy, thì nó sẽ cho mọi người một cái biến, và thứ hai là cái hàm để cập nhật biến đấy, mọi người sẽ phải viết như thế này, thì một cặp, và trong một tròn nó sẽ là cái giá trị khởi tạo của biến đấy như này. Chờ, thì đấy là cách chúng ta tạo state. Thì bây giờ chúng ta sẽ dùng nó, dùng thì không khác gì cả, chỉ có thể cái đoạn tạo ra nó khác thôi, còn dùng thì nó sẽ giống nhau, cũng không phải là giống nhau nhỉ, nó sẽ có phần phần khác là bên kia phải biết là git.state.x, bên này chỉ biết là x thôi, thì nó dùng như biến bình thường thì chuẩn hơn. Nhưng sẽ có một cái function, một cái on click để up, tức là tăng giá trị cho cái gì nhỉ? Tăng giá trị cho cái x đấy, thì nghe sẽ viết như sau: set x thì mình sẽ viết là x cộng cộng, à không nên viết x cộng cộng rồi nha, cái cộng cộng là một thứ không nên thử với React mọi người ạ, nó cách hoạt động nó khá là lạ. Thì mình viết bình thường thôi, x cộng một chứ đúng không, cần gì viết dài dòng, viết x cộng một được rồi. X cộng cộng không nha anh em ơi, sai á, x cộng định là dùng x cộng cộng mà thấy không hợp lý lắm. Thử xem nào, đấy thì mọi người xem thử cú pháp của function code đơn xem, rất dễ dàng, rất ngắn gọn.
Rồi, thì xin mời mọi người viết thử một cái function công lần đi. Đấy, từ bây giờ trở đi chúng ta sẽ biết cái này là chính. Bài tập thì nữa nay sẽ chữa bằng function công lần luôn. Rồi, xin mời mọi người. Select là một cái hàm mà useState nó trả lại cho mình để mình có thể cập nhật lại giá trị của x. Nó tương đương với setState ở bên kia. Được không? Cái useState nhé, nó sẽ cho mọi người một cặp. Cái thằng đầu tiên ấy, nó là x, tức là giá trị của state đấy. Và cái thứ hai là set x, thì set x sẽ được hiểu là cái hàm để cập nhật lại x. Hàm này bắt buộc phải dùng thì giao diện nó mới cập nhật mọi người. Không dùng qua hàm này ấy, x vẫn cập nhật được nhưng giao diện không cập nhật được. Chỉ là cái này giống kiểu set state bên kia, viết trong set state ấy. Thì cái này là set x. Xin mời mọi người xong thì mọi người lại cho như anh một cái số 1 vào đây. Chứ mà viết cái này thì nhàn rất là nhiều. Chắc chắn là sẽ ngắn hơn luôn. Viết cũng thích hẳn. Nhọn với ngoặc tròn chỗ này ấy, ngay chỗ này ngoặc này ấy. Ngoặc tròn hay ngoặc nhọn thì sao nào, nếu mà nói, thực ra nói về riêng chúng nó thì hơi khó bởi vì chúng nó đều có rất là nhiều tác dụng.
Chính xác là cả mặt tròn mặt nhọn thì nó không phải chỉ dùng cho bọn này, nó lại dùng rất là nhiều tác dụng. Có cái mà em nhấn mạnh nhất ấy, là thằng ZX nhé, đứng từ phía ZX nhé, thì chúng ta cần quan tâm là cú pháp nó viết như thế nào thôi, chứ còn mặt tròn mặt nhọn ấy, để mà đứng từ phía hai thằng này giải thích ngược thì không được, phải là đứng từ ZX, tức là cái cú pháp mà giúp chúng ta viết ZX ở trong HTML thì đấy gọi là cú pháp ZX. Thì chúng ta sẽ cần quan tâm đến nó là nó bắt buộc phải dùng mặt tròn để đưa ra HTML và các giá trị, các đoạn code bên trong của nó thì phải là bao lấy chúng nó phải là mặt tròn, đúng không? Và từ phía JS mà mình muốn hiện một cái giá trị ra HTML thì chúng ta phải mặt tròn. Và đấy chính là lý do tại sao là C component ấy, lúc mà duyệt map ấy, duyệt map xong ấy, thì nó cũng suy ra mặt tròn. Cái này return giống kiểu return là mặt tròn. Bởi vì cái đầu ra của đoạn JS mà muốn có JSX để chạy ấy, thì bắt buộc phải là trả về mặt tròn. Có mấy cái đoạn JSX là để ý mặt tròn đúng không ạ? Là bắt buộc chúng ta muốn hiện cái gì đấy ra thì chúng ta để cho nó trong mặt tròn, ví dụ như cho return này chẳng hạn thì chúng ta sẽ biết là bên trong này là ZX chẳng hạn, tương tự thế thì chỗ map này chẳng hạn thì chúng ta sau dấu suy ra là đúng mặt tròn chẳng hạn, chúng ta sẽ hiểu là bên trong là ZX. Không, chứ còn đứng từ phía hai thằng kia thì quá, nó rất là nhiều trách nhiệm luôn. Chia sẻ màn hình thôi. Xin mời. Chia sẻ màn hình như thế nào? Em lăn lên trên một tí, lăn phần lốc ấy, lên trên một chút. Lên đi đâu? Hết rồi, lên trên được không? Nó không được thì em lăn xuống, em lăn xuống dưới đi. Ok, hết Em demo C5 đúng không? Em gõ lại nào, là PM start nào. Ok, để xem nào. Lạ lùng nha. Đó là câu hơi lạ. Xem code thì xem vấn đề gì không ạ. Chạy thằng demo này xem được không. Lát cái này
Tao luôn à? Đáng Tao hỏi rồi à? Ơ, là do máy nhỉ? dạ. Hay là do máy nhỉ? Em không biết đấy. Mà em sao nó cứ đứng yên vậy ta? Để tí nữa nó tự chạy đấy. Để tí nữa nó tự chạy đấy. F nó sẽ ở thư mục RC anh chị ạ. Tất cả mình sẽ viết code trong RC. Trên màn hình á, trên màn hình đơn sao mình có mà F F10 này. Đấy, nó đang chuẩn bị chạy. À, demo thì chưa, demo thì em đang chạy thử một cái dự án khác xem là có bị chết không. Dự án kia bị chết rồi á, thì có thể là do code hoặc là mình cài gì sai á. Cái khả năng là gì nhỉ? Em bê nguyên, em copy cái file F công này sang bên kia xong em dùng ở bên demo ấy. Khả năng cái này bị lỗi gì, có thể là mình Dạ. xóa được cái gì đấy. Dạ. React sắp đến đoạn thú vị anh em ạ. Có đoạn thú vị trước khi đến đoạn khó. Đoạn này thì vẫn là khá là dễ. Code đoạn này thích hơn đoạn trước. Và sẽ có cái đoạn nó là router thì học khá là hay, đáng để trải nghiệm. Thì từ đây trở đi cũng có thể dần dần ghép vào một cái bài nhỏ nhỏ được rồi anh em dần dần thôi, chứ chưa hoàn chỉnh được. Tới từ mục tiêu sắp tới nhỏ nhất của chúng ta, nếu mà nói về dự án thì mục tiêu đơn giản thì sẽ là hiện danh sách, tức là quản lý một cái CRUD, tức là quản lý thông tin sản phẩm, ví dụ thế. Chỉ làm xoay quanh cái như thế không, dần dần mình sẽ nâng cấp bài lên như vậy, đúng không nhỉ? Cái dấu ngoặc nhọn ở onclick ấy, thì cặp này là cặp để viết JS bên trong ấy. Bên trong này sẽ cần một lời gọi hàm. Bên trong này anh có thể hiện một đoạn JavaScript bên trong được, có thể gọi hàm, có thể là làm gì đấy được. Còn click thì nó sẽ là thường nó sẽ ở trong này là một cái hàm luôn. Phút nữa anh em nhé, phút nữa anh sẽ next sang phần tiếp theo. Bootstrap đúng không? Bootstrap thì chỉ cần đưa link vào trong, nó sẽ có hai kiểu. Một là anh em sẽ dùng Bootstrap chuyên biệt cho React,
thì nó có thể gọi tên là Tailwind hoặc MUI, MUI. Thì hai loại đấy thì sẽ là thiết kế chuyên biệt cho React, thì đấy là loại nó nâng cấp hơn một chút. Còn loại cơ bản mình đã học trước ấy, ví dụ là Bootstrap và học HTML, khóa HTML chúng ta học dùng như nào ấy, thì mọi người chỉ đặt đặt cái link vào trong cái phần hit ấy, trong phần hit của index HTML xong rồi dùng bình thường không. Tí nữa thử mọi người, thì cuối giờ đến cái đoạn hiện list sản phẩm nghe sẽ thử mọi xem. Rồi mọi người ạ, thì chúng ta vừa đi qua state rồi, và state là rất là dễ dùng ấy. Thì đây em sẽ hiện cái list đi, đúng không? Hiện cái list thì nó, thực ra cái list thì nó không khác gì bên kia cả. Chúng ta cũng tạo một cái list này. List này, phải set list này, đấy thì nó thế thôi. Sau thì bằng use state. Và chúng ta khởi tạo mặc định cho list thì chúng ta có thể khởi tạo mặc định giống kiểu C component. Hoặc là chúng ta có thể lấy từ API thì có nhiều cách. Đấy, từ C component thì mình có thể copy luôn cái list này sang cũng được. À, em lại xóa kia rồi. Ừ, thì đây thì mình có thể viết kiểu này. Nếu mà khởi tạo mặc định thì làm như cái đầu mọi người ạ. Đây, name a s 19 ạ. 1 đi. Rồi, rồi xong đối tượng thứ hai thì mình sẽ làm như thế. Và B, đấy thì mình sẽ làm như vậy. Sau dưới này thì mình có thể map, thì map thì bình thường, cú pháp y hệt anh em đó. Tất cả mọi thứ y hệt, khác mỗi cái state nó khai báo rồi. Còn lại bên dưới này thì viết không khác gì cả. Một là khác khai báo, hai là khác cách dùng. Thế thôi. Ok, thì đấy là về cái phía mà chúng ta sẽ làm state, thì chúng ta sẽ có use state rồi. Còn với vòng đời ấy, thì chúng ta sẽ có EOFX. Đó, chúng ta sẽ có EOFX này. Người xem EOFX một chút. EOFX thì nó lại không phải như state, nó không phải là một cái hàm để trả về một cái hai cái đối tượng, mà nó sẽ là một cái hàm chạy luôn. Hàm này sẽ chạy luôn mà không trả về gì cả. Cú pháp nó sẽ hơi khó chịu một chút. Cú pháp use state đầy đủ nó sẽ như sau, nó sẽ có một cọc vuông ở đây nữa. Nó sẽ có ba dạng anh nhé. Dạng này là dạng gọi là cũng dạng này là dạng có ngoặc vuông nhưng lại không có tham số bên trong. Dạng này là dạng không ngoặc vuông và dạng này chính là dạng có ngoặc vuông và có tham số. Đấy, thì có ba dạng cơ bản và một dạng siêu cấp, nó dạng deep hơn một chút. Return chúng ta sẽ có bằng này dạng cơ mọi người, bằng này dạng của EOFX nó là bốn dạng. Thì bốn dạng này ấy, nó sẽ có trách nhiệm gần gần tương đối với cái thằng vòng đời bên kia anh em ạ. Đây nhá, cái này chính là cái này, cái hàm ở viết nhỏ nhỏ trong này, cái hàm viết nhỏ bên trong này nó chính là will unmount, tức là số cuối cùng lúc mà chuẩn bị biến mất ấy, nó sẽ chạy will unmount. Nhất là như thế, will unmount sẽ là hàm chuẩn bị biến mất thì chạy. Tiếp tục cái dạng này là dạng dismount này, tức là ngay sau khi chạy lần đầu tiên nó sẽ chạy hàng này. Được chưa? Cái này thì sao, cái này nó sẽ bằng dismount với lại update. Còn cái này thì nó giống kiểu ná ná suốt update ấy. Ná ná thôi, nó không giống hẳn, nói chung là có một tí khác biệt nhưng mà nó sẽ tương đồng như thế. Nó sẽ có bốn dạng như thế nhé, thì vẫn như ngày xưa thôi, chúng ta sẽ có một vài dạng hay dùng, ví dụ như là dạng dạng này hay dùng này, nhưng mà dạng này dạng dùng nhiều nhất đó, cái dạng mà hôm trước chúng ta dùng để code API, à, chúng gọi cơ sở liệu từ API ấy, thì chúng ta dùng dạng đầu tiên. Nay thì mình thử tí đi, mình thử dùng nó xem thế nào nhé. Rồi trong bốn dạng này nhé, thì chúng ta sẽ dùng hai dạng chính là dismount và willUnmount, hoặc là sau này có thể dùng thêm loại này nữa. Tuy nhiên thì với hôm nay gặp lần đầu thì anh sẽ yêu cầu mọi người sẽ làm cách này đầu tiên thử đi. Thì bây giờ bỏ hết những cách kia đã, chúng ta biết là tác dụng của nó là gì đã. Tác dụng của EOFX nhé,
Tác dụng đầu tiên mà chúng ta tiếp cận đó chính là tác dụng lấy dữ liệu từ backend. Dữ liệu backend ở đây luôn, nó giống y hệt bên C component, tức là class component đây như này. Viết nào bên này viết thế luôn. Nhưng mà em Đức mà có dùng dự án khác thì nhớ gì cả, nhớ cài ACID rồi nhá, không là không dùng ACID đâu nhỉ. Ok, thì chỗ này chúng ta copy nguyên từ bên kia sang. Và chỗ này đương nhiên là chúng ta cũng không dùng cái set này nữa mà chúng ta dùng set này. Và chúng ta chuyển vào đấy rest.data. Rồi, được chưa? Và sau đó cuối cùng thì mình hiện list ra. Đây, hiện list này. Đúng nhỉ? Ừ, đúng rồi. Nhưng mà chúng ta sẽ không cần bọn zip chấm 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 này dài nữa mà chỉ cần viết là zip chấm mark thôi. Thì anh chạy thử xem được không. Cái này cũng chưa import ASIOS. Phải import mọi người ạ. Bài này hôm nọ làm đâu nhỉ? Bài này là bài anh Huân gửi ạ. Đấy, thì mọi người sẽ lấy được một cái list như này. Cái API này thì mình lại nhé. API này chính là đề bài của mọi người hôm trước ấy. Đề bài mọi người gửi, như anh gửi cho mọi người. Đấy, xin mời. Người tham khảo API như thế. Còn đây chính là cách để chúng ta dùng Effect. Và cái tác dụng đầu tiên đó là loại thứ nhất của nó chính là loại mà chúng ta dùng để code API, tức lấy dữ liệu từ cái API như thế. Còn tất cả thao tác còn lại nó vẫn như thế mọi người ạ. Những cái chấm chấm này đâu ra nhé. Thì để chắc chắn ấy, trước khi mà mọi người muốn in ra thế map trước ấy, thì mọi người lốc nó ra một tí. Lốc red.data xem có cái gì nhé. Đây mọi người. Như thế sẽ tốt hơn. Đây, chúng ta sẽ có 250 quốc gia đây thì đấy là red.data. Thì đây là một kỳ ví dụ về EFX. Trước khi mà làm bài này thì như anh sẽ làm cái bài mà của chúng ta tự chạy đi. Thì bây giờ như anh sẽ tắt tắt cái API này để chúng ta chạy backend, chạy phần API của mình tự làm ấy. Tức là cái API từ này, tự chạy này đi. Là cái này trước nó mở đây anh em ạ. Và chúng ta sẽ chạy câu đấy là node app. Đúng không nhỉ? Chạy là gì nhỉ? Node app.js đúng không? Chúng ta chạy cái này trước và chúng ta thử lại xem nó còn chạy không đã nhé. Đấy, dữ liệu của chúng ta đây thì chúng ta sẽ dùng cái này để hiện ra cho quen thuộc hơn. Nếu chúng ta còn làm thêm sửa xóa chứ cái kia thì không thêm sửa xóa được thì mình sẽ dùng cái này đi. Và bây giờ thì với function component thì mình viết cái gì vào đâu thì đương nhiên vẫn viết vào đây thôi, viết cái đường dẫn vào đây được chưa. Rồi sau đó làm gì, sau đó thì mình sẽ sửa lại thông tin trong này một tí. Trong này thì anh sẽ đặt nó là e đi và hiện e ra một cái h2 rồi anh sẽ hiện đây là thông tin của e e.name e.score. Ví dụ thế chấm chấm được cái gì hay không nhá thì mọi người thì cứ lốc ra mọi người sẽ biết thôi, chứ còn bảo tự nhiên chấm hay không thì nó khó nói lắm. Thì đây là phần React chúng ta đã xử lý, còn backend chúng ta chạy bằng câu lệnh này thì xong rồi nhá. Bây giờ mình quay lại phần bên React mình tự chạy lại này. Thì nó là npm start. Nó sẽ hỏi mình cổng 3000 dùng rồi ấy, thì muốn đổi không á, thì mình đổi là ok. Đó thì mình lấy được dữ liệu rồi này. Chấm cái gì thì đây, mọi người mở cái phần lốc ra nhá. Mọi người sẽ thấy là các thuộc tính ở đây, mọi người để chấm chấm name, chấm action, chấm score, chấm description, chấm ID được. Ok, thì xin mời mọi người với cái đoạn code mà chúng ta dùng để lấy dữ liệu từ backend hoặc lấy dữ liệu từ API đây. Thì mọi người làm xong mọi người lại cho anh em một số 1. Mọi người thấy là cú pháp bên này sẽ ngắn gọn hơn nhiều, bên kia nó bị dài dòng hơn một tí.
zip.select, zip ở trong này nó không có đâu mà. Zip ở trong cái function nó sẽ không có khái niệm của zip.select. Trong function component thì nó chỉ có setlist thôi. Cái từ khóa zip thì thường nó sẽ dùng ở trong các lớp để trò đến đối tượng của lớp đấy sẽ tạo ra. Còn với function thì với trường hợp này sẽ không có sử dụng zip như thế. Trường hợp này thì setlist nó chỉ là một biến bình thường thôi. Nhà chúng ta sẽ không dùng zip.setlist được. Đọc nếu mà anh em tìm hiểu sâu hơn một chút về zip trong Java script thì nó sẽ khá là nhiều cái để đọc. Zip thực ra thì trong function nó có nhưng mà trường hợp này thì chúng ta không không có khái niệm zip.setlist thôi, nhưng còn zip ở trong function này có không thì có. Còn zip.setlist có không thì mới là không ấy. Và ở đây chúng ta chỉ có setlist thôi. Chạy xe nhưng mà được hay chưa? Này, từ nay thì chúng ta sẽ code kiểu này là chính rồi nhé. Xin mời anh em làm xong thì có một này.
Em đưa có vẻ lag nhỉ? Lỗi à? Ok, đã rồi. Mời, mời, xin mời, chia sẻ màn hình nào. Mà em biết thì chắc là bị tràn RAM chăng? Có thể bị tràn RAM thì mình lắp thêm RAM cũng dễ. Ở bên Memory Zone bán cũng dễ. Đâu, có anh lỗi gì? Asus, ok, em xem code đi. Code bên F-Common. F-Common, rồi. Anh thử chạy cái API backend của mình chưa? Tức là cái student, cái API. Không, cái phần backend của em không nọ cho cơ. Backend, vâng. Như nghĩ lâu quá quên nó nằm chỗ nào rồi. Đấy thì phải lấy lại anh ạ. Hay đây, từ từ. Anh vào hit, anh tìm hit của Như Anh Chí đi. GitHub, GitHub của Như Anh Chí. Anh dùng cái nào cũng được, tìm được hết đấy mà. Vào GitHub xong rồi tìm Như Anh Chí là được. GitHub. Không cần login luôn, nhưng vào thẳng Như Anh Chí. Đã thế à? Ủa là anh bỏ cái login đi, anh tìm, anh dẫn tìm kiếm gì được đây, đúng rồi, cái đây 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 chuẩn nó. Anh ấn vào cái nút code ấy, nút code xanh xanh ấy kìa. Đấy, đúng rồi, xong anh copy cho em đường dẫn đấy. Rồi, anh vào Visual Code đi. Anh bật cho em cái terminal mới. Ở cái thư mục ngoài ấy, ở cái thư mục ngoài cùng, thư mục đây được, anh gõ git clone. Git cách clone. Đấy, cách paste vào, paste đường dẫn thôi. Ok, enter đi. Có được không? Không có hit à? Anh chưa cài hit ở máy này à? Chưa Đúng cài không? vô cái visual thôi chứ À, vẫn chưa có git ở cài. bên ngoài. Đợi đợi xíu À, thì anh clone, anh bật cái thư mục này bên ngoài xong anh thử lại xem được không. Mà không thì mình tải zip về được mà. À, có rồi mà sao bọn visual không hỗ trợ nhỉ? Anh lấy ở đấy luôn đi, đừng được vào trong, lấy đấy luôn. Đấy, vào đấy, sau thì chuột phải đi. Hit bác hiên, đúng không? Xong rồi hit clone rồi. Đợi một lúc rồi. Rồi đấy, bây giờ thì anh vào trong trong Visual, anh vào Terminal Visual đi. Cái Terminal đang bật, anh gõ CD. CD cách A, Tab, Enter. Anh gõ NPMI. Rồi. Đợi một lúc. Rồi đến gõ node app.js. Thì đấy là cách chạy backend của mình, có code từ mình tự chạy. App, app. Rồi, Enter. Rồi đấy. Bây giờ anh trở lại, anh quay lại bên gì nhỉ? Bên terminal của anh, ở cái phần terminal dưới nó sẽ có mấy cái tab ở bên chỗ nốt nốt đó. Đấy, thì cái trên là cái cũ của anh đấy, cái dưới thế thì tôi nhanh bạn ạ. Bình tĩnh, bình tĩnh, anh tắt cái đầu tiên đi ạ. Tắt cái đầu tiên đi. Xoán rồi. Rồi ok, bây giờ anh cái này thì anh Ctrl C đi, Ctrl C tiếp, Ctrl C lần nữa, in được rồi. Anh gõ npm start lại xem được không. Chưa hiện dữ liệu đúng không? Anh thử xem lại F có một lần của mình này. Rồi anh bật lốc ở bên F đi. À, chuột phải ở bên giao diện ấy. Chuột phải giao diện thôi. Inspect, chọn con số lốc xem. Rồi ok, để anh chạy thử nào. Sao được rồi, chắc là bị sai đường dẫn rồi. Chạy nốt. Local hotline Ok, bước trái xíu. Cái này như đường dẫn nó không có ép đâu nhỉ. Đường dẫn ép là đường dẫn cao cấp nhưng mình chưa dùng được. Đây, đây được rồi. Ok, thì nhớ là ví dụ hôm sau thì mình sẽ có cái phần, phần này chính là phần backend, phần API mình tự có thì mình sẽ bật cái này, cái API student thì mình sẽ tự tự chạy anh em nhé.
thì mình sẽ làm như thế, mình chạy cái backend trước, sau đó mình làm bài front-end các thứ. Em Đức chia sẻ màn hình này. Đây thầy ơi. Ok. Của em nó không phải là chạy nốt ấy đâu, của em sẽ phải là em bật cái terminal ở cái của API chuẩn phải Đây vào à? thư mục, chuẩn phải vào đây, chuẩn phải vào thư mục đấy luôn, rồi chọn cái thứ tư ấy. Đây. Đấy, em có nốt app gì cái đấy là chạy riêng với React nhé, cái đấy là backend nhé, còn À. frontend thì là mình sẽ chạy riêng. Đấy. Ok, rồi em lại sang cái tab terminal kia đi, cái tab terminal bên trên. Không, cái Đây à? terminal okay. Này. Đây à? Đây. Accept, accept. Đây thì cái này nhá, nó sẽ là một cái tab chạy thư mục demo này. Vâng. À, này em cài ACS chưa? Nhưng mà cài rồi. À, thì chỗ này chỉ cần gõ npm start thôi. Đấy thì trên này thường thì nó sẽ bật cho anh em những cái tab terminal này, anh em cần thì anh em dùng cái nào thì anh em lấy cái đấy thôi. À, thế là chạy song song cả cái bên API kia bên này luôn ạ. Đúng rồi, đúng rồi. Sau Có này mình cái cách làm nào chắc là chạy cả à. hai đúng không, không thành nhỉ? Kiểu chạy hai bằng một có lệnh ấy. Em nhớ là có đúng không? Có thì có. Thực ra nó cũng chỉ là mình viết một cái đoạn code để nó thực hiện hai câu lệnh một lúc thôi, nó không khác gì mình thực hiện hai cái cả. Chẳng qua là mình một thao tác chạy nó thực hiện hai cái bên trong, nó vẫn thế thôi. Đó thì cũng có. Thì mình có thể ngồi nghiên cứu tự viết được. Cái này đi. Hello. Phát lâu bên này có thể có nhiều lý do, có thể do SSD chậm hoặc là RAM bị tràn, điều phách chưa định nghĩa này, là import này. Đấy. Và nghe hiện tại Rồi anh em có ai lỗi không nào? Bây giờ đâu anh em? Tiếp mọi người nhé. Tiếp thì bây giờ mình sẽ thử làm cái tính năng thêm mới đi nhỉ? Thêm mới xem nó chạy như nào nhé. Thì mình sẽ ở đây mình sẽ tạo ra một cái đối tượng mới. Data data set data bằng instead rồi thì mình sẽ có một cái data thế này. Mình có thể để trong này hai giá trị mặc định hoặc mấy cái tùy mọi người á. Mình thử để lên này let's score đi. Này đi. Sau đó thì mình sẽ dùng input. Là vì cái phần input này nó vẫn thế thôi, nó gần như thế kia mọi người, nó khác cái là lúc mà cập nhật các thứ thì viết như nào thôi chứ còn nó khá là rộng. Mình sẽ có name này bằng name này. Chưa? Đây, cái này nó phải xong. Mình sẽ có gì nhỉ? Name rồi này, file bằng text này. Rồi này. Value thì sẽ bằng data.name này. Rồi cái on-chain ở đây. On-chain này thì nó giống y hệt bên kia mà copy sang luôn cũng được. Rồi, em viết lại đi. Đó, thì mình sẽ có một cái function ở đây. Trên rồi, chúng ta sẽ gọi hàm đấy ở đây chuyên chuyển gọi em rồi mình sẽ có hai cái đó data chấm score
Cô không gọi hàng kia thế đâu. Rồi, chỗ này thì mình sẽ thử xem là liệu có được không nhá. Mình sẽ hiện cái data.name phải data.score ở đây. Xem là chúng ta nhập ở trong thì nó có cập nhật lên trên cho mình luôn không. Mình kỳ vọng là có. Tuy nhiên thì cái code on chain này phải xí một chút. Mình sẽ viết bằng cách là set data thì sẽ bằng đối tượng cũ này, lấy thêm dữ liệu. Cái này là cái spread parameter này. Lấy dữ liệu cũ bổ sung thêm thuộc tính mới, giá trị mới cho thuộc tính là e.target name 2 chấm e.target chấm value. Thì mình sẽ viết như thế. Này đúng nhỉ? Thế thì sẽ đúng rồi nhé. Ta kỳ vọng nó nhập ở trên thì nó sẽ cập nhật bên kia luôn. À, thế tức là được rồi. Thì biến data của mình mỗi khi mình nhập vào hai ô input này thì nó được cập nhật rồi. Thì bây giờ mình chỉ làm sao đấy, ấn cái nút đó. Ấn nút thì nó sẽ thực hiện lưu vào thôi, đúng không? Thì mình sẽ có nút. À, rồi. Thì ở đây thì mình sẽ on click. Click này thì mình vào click thì mình sẽ làm một hàm riêng mà không mình biết ở đây cũng được. Click này thì chúng ta sẽ viết cái gì bên trong? Chúng ta sẽ ném dữ liệu ở bên kia mọi người. Thì chúng ta sẽ dùng hàm auth nha mọi người nhé. Auth. Thì nó sẽ không có gì đây cả mọi người. Không có gì đâu. Viết thay chay thôi. Tuy nhiên thì port thì mình phải truyền vào data nữa đúng không? Thì data mà mình truyền thêm ở đây là được phẩy ra, mình truyền data về này. Đây cũng không có gì cả. Nó chỉ thông báo alert một cái thành công thôi. Thành công. Rồi, nên sửa lại này. Một một này. Thành công này. Thành công ok. Nhưng mà nó lại không cập nhật gì mọi người ạ. Thì chúng ta phải làm như nào? Chắc là chúng ta phải reload một cái thì được. Thì hôm trước chúng ta xử lý rồi thì thay vì mình sẽ gọi trực tiếp này, mình có thể tách hàm này ra để hiện lead. Đó mình nếu mà thành công thì mình sẽ gọi cái lead đấy ra, đúng không? Thì mình sẽ làm lại một chút. Đây, thì chỗ này yêu effect từ đầu chúng ta biết đấy, thì chúng ta sẽ gọi một cái hàm less get lead ra. Đó thì mình sẽ dùng nó để gọi lead, tức là bất kể lên trên này để lúc mà xong thì mình sẽ gọi lần nữa thì mình đỡ bất công viết lại, mình gọi đây luôn. Đấy. Và tương tự thế chỗ này mình sẽ nó thành công xong thì mình gọi get lead. Chúng ta sẽ làm như này. Đấy. Tạo hàm get lead sửa lại một chút effect này, effect sẽ sửa thành get lead để gọi get lead đó. Sau bên này cái này bị chiếu à, cái dấu suy ra ở đây nhá. Mình thử này, 22 này. Thành công này, 22 hiện này, được chưa? Và sau khi hiện xong thì mọi người có thể xử lý thêm một chút. Thế thì chỗ này xử lý hơi nhiều rồi. Thì chắc là phải tách thành một hàm nữa, hàm add đi. Mình sẽ bê đoạn lên trên để tí mình viết ở dưới xong lắm. Chỗ này thì sẽ viết ngắn code lại một chút anh em ạ, chỗ này hơi bị dài rồi nên là mình sẽ phải tách hàm như thế để cho nó ngắn gọn hơn. Đấy. Format. Rồi chỗ này thì mình sẽ cập nhật cái dữ liệu về dạng ban đầu luôn anh em ạ, để cho nó nhập xong nó sẽ biến mất giá trị ấy. Mình sẽ ngắn như thế, set data bằng cái dữ liệu chống ban đầu để cho mà lúc mà chúng ta thêm xong ấy, thì nó sẽ biến mất cái giá trị cũ đi. Sẽ thử lại này, 33 này, áp này, thành công này, mất luôn. Chào. Ok, thì đấy là về tính năng gọi là tính năng thêm mới mình vừa làm mọi người ạ. Thì xin mời anh em xử lý đoạn này vào và chúng ta cũng code kiểu này từ bây giờ trở đi nha. Buổi này chúng ta sẽ code chung như thế này, rồi sau chúng ta sẽ nâng cấp hơn để chúng ta tách nó ra. Bữa nay tạm thời như này thôi, bữa sau sẽ tách nó ra thành hai công việc khác nhau, thêm một chỗ hiện lý ở một chỗ khác nhau. Xin mời anh em.
chơi game không? Chơi có một hai ba nói rồi anh Đức rồi chính rồi bây giờ có mấy nghe con quẩn mà xong rồi được rồi đó thì hôm nay chắc là xử lý cái bài tập hôm trước rồi. Trước khi mà xử lý bài tập trước thì em sẽ nói về cái cách tổ chức code của chúng ta một chút xem là có những cái gì nhé, xem là chúng ta có thể tổ chức cái gì rồi. Đó thì trong cái XML của em như anh thì em như anh có biết rồi, chúng ta sẽ có cái tổ chức code như sau. Hơi lag một tí. React đâu. Cấu trúc này, cấu trúc của nó thì chúng ta sẽ tổ chức thế này mọi người ạ. Chúng ta sẽ có bằng này cái thư mục đầu tiên là thư mục component và thư mục thứ hai là page, thư mục thứ ba là service, thì đấy là những cái thư mục mà chúng ta sẽ có xử lý bốn cái thư mục trước, bốn cái thì sẽ là bốn bốn thư mục mà chúng ta sẽ tạo ra thêm, còn app thì có sẵn này, index có sẵn không nói, thì chúng ta chỉ có bốn thư mục này là tạo ra thêm, trong đó có hai cái mà chúng ta có thể tạo rồi, ví dụ như là phần page và phần component. Thì phần component nó là những cái thành phần của trang web mà chúng ta sẽ sử dụng chung ở nhiều trang. Còn phần page ấy, nó là cái phần mà giao diện chúng ta sẽ viết và với đường dẫn khác nhau thì nó sẽ ra phần giao diện khác nhau ấy. Thì cái đến phần router nhưng anh sẽ giải thích rõ hơn về page ấy. Còn hôm nay tạm thời chúng ta sẽ tạo hai thư mục này ra đi ạ. Thư mục component thì chưa có gì cả bởi vì có thể là nó header hay gì đấy thôi. Thì thường thì bọn này sẽ chứa header này, navbar, form, đấy, kiểu kiểu thế. Còn bọn page này mới là bọn chứa kiểu list này, create, form kiểu thì mình sẽ chứa ở trong cái này. Tức là giao diện là list sản phẩm này, thêm mới sản phẩm, giao diện sửa sản phẩm nhá, thì chúng ta sẽ chứa ở đây. Thì như thế thì nên sẽ quản lý ở trong cái thư mục page. Cái này nhá, cái này nó không phải là quy tắc tất cả các cái hệ thống đều theo. Có điều là ví dụ mọi người theo như anh dạy như anh chẳng hạn thì anh sẽ chia như thế, còn ra hệ thống khác, ra công ty khác nó chia lại là bình thường mọi người nhá. Nên là cái việc như thế thì tham khảo mọi người sẽ có quan điểm cá nhân. Còn anh em mà chưa biết ở đâu như nào thì có thể theo nhanh được, nhưng anh cũng không quá nặng nề cái này. Mỗi gì mỗi cái là nếu mọi người làm thật sự ấy, thì hãy chia có mục đích một chút, ví dụ như ở đây là tham khảo một cái mô hình nó người ta đưa ra thấy là ok thì mình theo thôi. Page thì sẽ chứa những cái trang mà chứa dữ liệu của mình cả, chứa dữ liệu và chứa những cái phần giao diện lớn, đúng rồi ạ, mình sẽ chia như vậy. Đấy, ví dụ như thế thì mình sẽ đem vào những cái component vào đây, component mà chúng ta mấy nay dùng thì đem vào đây. Xóa cái này đi, xóa hết cái này đi. À, cái này chắc phải viết lại đấy, nó không xử lý cho mình rồi, mình sẽ viết lại một chút. Nhưng mà chạy không, xóa các thứ phải xong mình chạy lại một lần. Ai đấy, chúng ta phải khả năng là phải thêm cái gì này trước. Rồi, cái này ok đấy. Nào. Ví này được mọi người ạ. Không anh em, nói chung là cái này em sẽ tùy người á, tùy theo cái nguồn của người chọn là gì nhé. Còn cái thư mục component ấy nó sẽ được hiểu là các component mà dùng nhiều lần trong các cái component khác, ví dụ như là footer, header, navbar thì sẽ dùng đặt ở trong thư mục component. Còn những cái thư mục trong page ấy mới là những cái trang to của mình thì mới đặt trong page. Trang to thì ở trang list sản phẩm, trang form create này, trang sửa, trang xóa gì đấy thì mình sẽ đặt trong page. Trang list sản phẩm, list student, list bài viết chẳng hạn thì sẽ là trong page. Còn trong component chỉ chứa những cái thành phần dùng chung thôi. Đấy, thì đấy là một cái mô hình mà như anh sử dụng. Nha. Cái mô hình này thì mọi người tùy chọn nhé. Mọi người thực ra nó chỉ là một cái tên của thư mục ấy. Thì mọi người có thể tùy chọn. Nhưng anh không nặng nề cái này đâu. Như là page, mọi người tạm thời là component cũng không sao nhé. Tùy mọi người thôi. Không đây gì cả. Bây giờ anh sẽ tạo thêm một component để làm bài hôm nay, quên bài hôm trước ấy, mà như anh có giao ấy, là lấy API này, sau đó thì hiện ra, đúng không? Thì chúng ta sẽ tạo một cái API, à, tạo một component tên là country ở trong phần page, country.js, đúng không? Và mình sẽ viết export, dài dòng anh em ạ, viết tay thì hơi mất công.
Đó thì mình sẽ viết giao diện bên trong. Ở chỗ này sẽ return đúng không? Sẽ viết như này ạ. Chờ thì mình sẽ gọi là app xem được không này. Này nhá, chúng ta xem lại giao diện xem hiện chưa này. À đây, hiện rồi này. Ok rồi, thì mình sẽ tạm thời bỏ cái phần app đi một chút. Mình sẽ tập trung vào function thôi. Ở chỗ này thì chắc chắn là chúng ta muốn lấy một cái danh sách từ API ra, chúng ta phải dùng cả state và effect rồi. Nên là chúng ta sẽ tạo luôn một cái list thôi. List và set list. Rồi, sau đó thì mình dùng use state truyền vào một cái khởi tạo cho nó, ban đầu thì là mảng rỗng đi. Đó. Sau đó thì mình dùng use effect. Cái này giống bên app công mình mới à, bên luôn đâu, không mất công lắm. Đấy, lấy cái này đi. Sao này? Có một cái mẹo nhỏ nhỏ ấy mọi người nhé. Khi mà mọi người viết component ấy, thì ví dụ là mọi người nhắm nhắm ấy, viết những cái tên hàm ấy, đừng lôi vào ví dụ là get list student hay get list country đặt chung chung mọi người ạ. Bởi vì ở tên component nhé, chúng ta đã biết đây là component nào rồi, nhà phần bên trong ấy, tên hàm ấy, chúng ta cũng không cần biết rõ này là get list country mà chỉ là get list thôi. Như thế thì nó đỡ phải viết dài code này, và thứ hai lúc mà mình sao chép mình sửa nó đỡ mất công, đúng không? Như vừa rồi anh B phát xong luôn và chỉ là sửa lại cái đường dẫn thôi, đường dẫn này. Xin sửa lại đường dẫn này. ACL chưa định nghĩa thì mình copy sang này. Này là ok. New effect cũng chưa được mình dùng mà. Sao new effect nó không tự import được ta? New effect này. Rồi xong. Tuy nhiên thì như anh cũng chưa hiện list bạn, như anh mới con slope thôi thì anh xem thử nào. Lốc này. Tắt đi này. Sao có 8 này? Dữ liệu cũ ạ, hay là mình nhầm cái ta? Con chưa lít đúng rồi mà. Sao hiện cái cũ chờ một lúc xem nào. API này có chạy không nhỉ? Xem lại này. Thử xem cái này còn chạy không nổi. Cái này là của người ta cho ấy. Thành ra là đấy, kiểu này là không chạy chạy lâu hoặc gì đấy, nên là bên kia nó mới không không chạy được đâu mọi người. Không phải là cái React của mình lỗi đâu, không ảnh hưởng ấy ạ. Cái React của mình sẽ không ảnh hưởng ấy. Cái student của mình sẽ không ảnh hưởng bởi cái này đâu. Cái này là online của người ta ấy, nên là sẽ không ảnh hưởng bởi student của mình. Đương nhiên là React nó sẽ cũng không bị ảnh hưởng như thế. Thì đương nhiên là mọi người phải thử cái API người ta trước rồi mọi người mới build của mình được, thì mọi người sẽ có lốc ra ở đây rồi nhé. Cái này phải thử mọi người nhé. Cái list này của người ta ấy, của tức là bên online mà, đương nhiên mình phải thử trước là xem có chạy không ấy. Thì biết là đúng rồi, chuẩn đấy, phải chờ đấy. Bởi vì thường những cái server mà nó không dùng nhiều ấy, máy chủ không dùng nhiều ấy, nó sẽ kiểu nó cho ngủ ấy, xong rồi có một cái yêu cầu đến thì nó sẽ load một lúc đầu, còn lúc sau thì mình sẽ dùng mượt hơn ấy. Thì mình thường là như vậy, nên là lần đầu mình vào thì mình cứ copy thử lên đường dẫn trình duyệt ấy, mình chạy thử đi xem có không ạ, rồi sau đó thì mình mới sang React mình chạy của mình thôi nhé. Rồi thế thì bây giờ em sẽ dùng trong cả Bootstrap luôn đi nhá. Cái này anh em không không làm theo đấy. Em sẽ làm một lèo một tí anh em xem lại, hoặc là anh em tham khảo ý tưởng thôi. Em sẽ dùng Bootstrap này. Thì như đã nói thì em sẽ copy nó vào trong phần index này, để trong heap này. Dưới tay tổng này. Một đường dẫn này. Tiếp tục là hai đường dẫn này này. Rồi này, được chưa? Thì bây giờ em sẽ dùng cái table đi. Table của Bootstrap này. Em lấy cái này à, này nhá. Để em để vào constraint này xem nó có chạy không không. Format thì sẽ thử này, chạy ok đúng không, như này đúng không. Đấy, thì chạy như này được rồi. Bây giờ mình muốn hiện gì thì hiện thôi đúng không nhỉ. Thì bỏ cái số thứ tự đi này, bỏ số thứ tự này. Bây giờ mình sẽ hiện tên này. Thì bài hôm nay anh yêu cầu gì ạ? Tên area operation thì em hiện tên với lại flag nhé, hai kia thôi nó cũng tương tự mà.
Nhận tên với email trước đó. Nhận tên với email thì cái này xóa ấy được, xóa bớt đi thì mình chạy một tí xíu không? Mình sẽ sửa lại tên cột lên này, email này, mà cái này xem không? Rồi nhá. Trong này thì mình cái phần này sẽ là phần lead của mình thể hiện này. Trước khi mà hiện thì sẽ xem là chúng ta phải chấm cái gì để hiện được nó nhé. Mình xem lại lốc này, xem là chúng ta phải làm những gì. Lốc nó sẽ có 250 thì chúng ta mở từng thằng ra. Vậy là phần cờ thì chúng ta sẽ là chấm flag s này, chấm png lấy được link ảnh cờ này. Còn phần name sẽ là chấm name, chấm common lấy tên. Thì như thế chúng ta sẽ có biết cách chấm ở đây. Thì chỗ này chúng ta sẽ dùng for, à quên map. Map sẽ là list.map. Thì cái này mọi người đặt là gì được, em đặt là ele. Tại sao thì em lại đặt ele mà không phải đặt có nghĩa nhé? Đặt có nghĩa thì chuẩn hơn, nhưng mà đặt ele để mọi người tránh kiểu chắc là phải như thế này như kia mới đúng, không phải. Em sẽ hiện một cái cú pháp sai gì ạ? À? À đây, tròn tròn nhọn, tròn tròn ở đây, thiếu tròn ở đây. Format thì này. Vậy thì em sẽ chạy lead để hiện ra các TR, xem nó hiện rất nhiều TR chưa này. Mình xem thử là biết này. TR mà hiện nhiều là đúng rồi. À, hiện nhiều rồi. Hiện nhiều rồi thì bây giờ mình sẽ hiện lên ở đây thôi. Ele chấm hiện đêm trước đi, rồi hiện cái kia sau. Common nhé. Chúng ta xem có hiện tên chưa này. Hiện tên của mọi người này. Chuẩn rồi đúng không? Bây giờ chúng ta hiện cờ. Cờ thì sẽ là img anh em ạ. À, có src. Cái gợi ý này của bọn nó hơi chán anh em nhé. img nó là thẻ đơn thì chúng ta phải viết như này nhé. Không biết thẻ thẻ kép đâu mọi người. Và chúng ta sẽ viết nháy thường hoặc là mọc nhọn luôn cũng được. Đây, chúng ta viết là ele.flag, flag s cho mọi người. Png. Thử này. Đây. Như này, thích mọi người chỉnh sai thì mọi người chỉnh lại thôi. Và nhân đây thì như anh cũng biết style cho thằng này luôn nhé. Style thì mọi người sẽ viết theo dạng đối tượng, được chưa? Và width chẳng hạn 100 pixel thì mọi người viết ra. Rồi, chạy thử lại. Như này, được chưa? Đấy. Ở đây thì mọi người muốn thêm gì thêm không? Nhá. Ví dụ là ở đây thì chắc là làm thêm cái population này. Population này. Còn gì nữa nhỉ? Xem lốc đi nhỉ, xem lốc xem có là gì là biết không. Population flag này, area population này, area có hết rồi, lấy cả đi. Cách mình dùng cái Bootstrap mọi người rất là dễ dàng rồi đúng không, nó không nặng nề lắm, rất bình thường. Vậy chấm area, à, chấm population trước. Chấm area này. Nhanh chạy thử này. Xong rồi. Xong rồi nha. Đấy, thì đấy là ý đầu tiên là ý hiện list ở list country. Được chưa? Đây xong. Bootstrap thì chúng ta dùng như thế là được. Chúng ta chỉ cần copy link vào phần index.html và chúng ta sử dụng bình thường. Mọi người copy element vào trong này, mọi người sử dụng sửa sửa các thứ theo phù hợp thôi. Có mã số á, mã số thì em cũng chưa nghĩ ra đâu, chắc phải ChatGPT đâu. Từ format số nhé, format ChatGPT một chút vậy. Thực ra thì có một vài thao tác em không dùng nhiều nên chắc chắn em phải dùng cái này. Format số number. Number. Nhờ anh sang đi tìm một chút. Location. Chắc phải cài thêm thư viện à. Thử thử cái này, em thử này xem nhé, được không? Chắc em không chắc. Nhìn nó không không hợp lý lắm nhưng mà thử xem. Đây, đúng rồi này. Rất dễ không? Thêm một cái hàng này là xong. Nó sẽ tự thêm dấu chấm đúng chỗ cho mình này. Đấy là cách để format rất là nhẹ nhàng. Đây là một cái phần gọi là
gì nhỉ? Chức năng hiện danh sách lấy từ một API của người khác. Chưa, chưa tiếp theo thì mình sẽ làm một cái ô tìm kiếm nhỉ? Thì mình sẽ viết một cái lại có state một lần. Nói chung là đa phần biến ở đây mọi người phải dùng state thôi, không có cách khác đâu, nên là chúng ta cứ quanh quẩn thôi. Set key này thì bằng use state này. Cô đầu đấy nháy đi. Khả năng sẽ phải dùng một chữ, chưa chắc là phải dùng, em nghĩ thế. Thì chúng ta sẽ dùng nhá, một cái search, một cái input ở đây. Oops. Bằng text và name, name cần nhé, cái này nó vì có một thuộc tính rồi ấy, là em sẽ xử lý luôn thôi. On-chain này. Rồi. Nó là một thuộc tính thì mình sẽ không giải quyết kiểu vài dòng kia anh em ạ, chúng ta viết thẳng luôn thôi. On-chain này thì sẽ set set key, với là nó tính luôn đấy, lại không cần kiểu là ngoài kia mọi người. Rồi thì đây là xong cái phần set key này. Bây giờ mình đến button này. Button là gì? Button thì mình sẽ gọi cái tìm kiếm dựa trên cái này đúng không ạ? Cái này thì nó không có cách nào gọi là xử lý mượt lắm. Có chăng thì lấy cái list ra xong rồi duyệt rồi lấy lại cho mọi người. Có lẽ là vậy là cách cơ bản nhất thôi. Thì em thử nhé. On click này. Click này thì chúng ta sẽ lấy được key ra này. Key thì chính là cái key này rồi nhé, đúng không? Bây giờ mình sẽ có list, có key thì giờ sẽ tạo một list mới đi. List thì bằng list.filter e suy ra e.name.common.input đúng nhỉ? Key. Đúng không? Lốc cái new list ra xem có được không, rồi mình xét lại sau nhé. Rồi chạy thử này. Đây này, sơn này ra 14 thằng này, chuẩn rồi này, đúng không? Như này được rồi, bây giờ tìm được rồi này, mình mới mới làm tiếp là mình xét lại cái list bằng cái list vừa tìm nhé. Mình phải xét lại mọi người nhé, xét lại dùng xét list xong rồi xét lại một cái new list thì nó mới cập nhật, gọi là cập nhật state mà. Lại nào, nãy chữ V thì ok rồi, bây giờ thử xem nó được không nào. À được rồi này, cho mọi người như này ok đúng không? Rồi, chỗ này thì có thể ngắn gọn hơn một chút nhé, là mình không làm nút nữa nhé, mình làm thẳng cái đoạn kia luôn ấy, thì thậm chí mình còn không phải dùng đến, không phải dùng đến cái key luôn, làm từ ban đầu luôn thì mình tạo ra một cái key ở trong input luôn, thì sẽ bằng e.target.value ở đây luôn, thì mình sẽ làm on chain xong rồi tìm kiếm luôn anh em ạ, chứ mình không phải ấn nút nữa nhé. Đấy, thì mình sẽ tìm kiếm dựa trên cái vừa nhập ở trong input luôn, đỡ phải tạo một cái lòng vòng này. Bị chiếu gì giống hoặc cái dấu gì mọi người ạ? À, nó bị chiếu một cái dấu ở đây rồi. Vừa chứ. Đây, mình sẽ thử nhập chữ V này. Và đấy, mình thấy là cứ nhập nó sẽ tìm kiếm luôn ấy, đúng không? Còn lúc mà mọi người muốn mà lúc mà xong ấy nó xóa đi ấy, thì lại phải có một cái nút nữa, nút reset thôi mọi người ạ. Chứ cũng không có cách nào hay ho hơn đâu. Chúng ta đang tìm kiếm trực tiếp dựa trên list gốc nên là chúng ta phải làm bằng cái việc mà chúng ta có nút reset, tức là xóa gọi lại toàn bộ dữ liệu thì ok nhé. Không thì cách này là một cách khá là ok rồi, về tìm kiếm thì như này là được. Chuẩn mực hơn thì sẽ là to allow key các thứ đầy đủ luôn, to case nào. Và cái key cũng thế, mình cũng to allow ok luôn. Như này, chắc mình sẽ nhập từ V này thì nó sẽ ra cả Việt Nam, hãy nhớ không dài ấy. Đó. Rồi, nó có thể làm như này. Chạy đi. V, V thì cũng không được. Thì đây là cách một lần. Còn nếu mà muốn kiểu nó nhập, ví dụ nhá, mình nhập lúc đầu là chữ V đúng không? Chữ V này. Xong nhập chữ Việt. Đúng không? Thì nó sẽ ra như này.
Đấy, nếu mà mình muốn như thế nhé, mình bắt buộc phải xử lý lại mọi người ạ. Mình sẽ xử lý là mỗi lần tìm kiếm này nó sẽ tìm kiếm bằng API luôn, tức là nó tìm kiếm thông qua cái list đấy được từ API trực tiếp luôn đấy. Chứ không phải tìm kiếm kiểu này nữa nhé. Thì nó sẽ thực hơn một chút, tức là như này này. Chuẩn gì nó sẽ này. Key thì vẫn lấy. Còn cái đoạn này chúng ta sẽ vứt vào trong này. Nâng cấp lên một chút, nó làm tìm kiếm nó xịn hơn mọi người. Thì nó sẽ là red.data thôi. Xử lý từng trường hợp của một người. Trường hợp này như anh đang xử lý là mình đang nhập chữ V, chữ I, chữ E. Bây giờ mình xóa chữ E, chữ I đi thì nó sẽ tìm kiếm tất cả bọn V, chứ nó không đứng yên ở mỗi Việt Nam nữa. Thì kỳ vọng là như thế. Đây, chữ V, I, E này. Lúc nãy xóa chữ V, chữ E, chữ I đi nó không hiện lại đâu. Bây giờ xóa đi này, nó hiện là OK này. Chưa. Đấy. OK chưa anh em? Rồi. Thế là cách một lần. OK, thì đấy là cái bài bài tập về nhà buổi trước, nhưng mà làm cú pháp hôm nay và cũng là cú pháp dạng cuối cùng về component chúng ta sẽ xử lý. Buổi sau thì mình sẽ gọi là làm quen với nó thêm một lần nữa. Buổi sau thì chắc là anh ấy sẽ cho làm bài tập đó chính là một lần. Chỗ này anh em có cần thêm thông tin gì không ạ? Thực ra thì có chắc chắc là chỗ này có chắc là cái cú pháp hôm nay em thấy là nó sẽ dễ hơn đúng không? Mọi người thấy là bản thân như anh thấy thì nó dễ hơn phần Bootstrap trong trước khá là nhiều. Có chăng thì hôm nay giới thiệu thêm cái dùng Bootstrap cho mọi người thôi. Bootstrap thì dùng rất là dễ, copy link vào trong index và mọi người dùng như bình thường, mọi người copy mọi thứ vào mà dùng thôi thì nó không quá khó. Đấy. Phần bên này thì chúng ta học cách dùng use state và effect. Đấy. Còn các thao tác thì đa phần nó sẽ vẫn như thế. Chúng ta sẽ tạo state này, chúng ta dùng vòng đời để chúng ta lấy API này. Chúng ta làm tìm kiếm thì chúng ta tạo nút rồi on chain lấy key và duyệt theo bằng filter để rồi xét lại cái state để nó hiện lại. Thì đấy là về cách cơ bản mà chúng ta đã làm. Pháp này chắc là nhẹ nhàng hơn. Cho nó cần ít. Nếu chống không ít cả. Cái này nó xử lý luôn được rồi anh chính này, bởi vì nếu mà key nó trống nhá thì chắc chắn là tất cả các cái dữ liệu của mình ấy, thì đều có cái trống đấy, có dấu cách hoặc cái dấu trống thì đều có, nên là sẽ hiện hết luôn đấy. Mình không phải xử lý trường hợp trống nữa. À, hay làm như thế nó cũng vui hơn một chút. Đó, thì mọi người để tham khảo chức năng tìm kiếm nó nhẹ nhàng, tìm kiếm này khá là dễ nhá. Sau này mọi người sẽ có một cái tính năng tìm kiếm mà cái phần tìm kiếm ở đây ấy. Xong rồi cái phần hiện list nó ở bên chỗ khác ấy. Ở cái đấy nó khổ, tôi làm như này thì bình thường anh em ạ, khó đấy không phải là khó mà dễ cũng không phải là dễ. Nó khó nhất là cái chỗ mọi người xử lý ở bên trong này thôi, chứ còn về lấy key ra thì không có vấn đề. Ít hơn á, ít hơn là như nào anh? Ít cốt hơn á? Ít cốt hay ít gì? Ít gọi request á? Có chưa? Có. Cái ít gọi request là cái list này ấy. Cái list mà hiện ra nhé. Cái list để hiện ra ấy. Với cái list mà mình lấy về ấy, nó sẽ là hai state khác nhau. Cái list lấy về nó sẽ là list này, còn list hiện ra là một list khác. Và những cái nào mình tìm kiếm ấy, thì mình sẽ dựa trên cái list này nhưng sẽ cập nhật vào list thứ hai. Thì như thế nó sẽ đỡ phải gọi request, thì cũng là một cách. Tức là mình sẽ có hai state new list, một cái để hiện, một cái là new list gốc. Mình sẽ tìm kiếm các thứ thì dựa trên cái list gốc này để cập nhật vào list hiện. Đấy. Thì nên là cái lúc hiện ra ấy, nó sẽ không ảnh hưởng đến list gốc nữa. Chứ còn như bây giờ mình có filter các thứ này kia nó ảnh hưởng trực tiếp vào list gốc mà, nên là sẽ bị mất dữ liệu và phải request lại như này. Đấy. Thì có thể xử lý như thế. Mà về nhà thì chắc là bài tập hôm nay em chỉ cần mọi người làm lại cho em bài này thôi, vậy xem trên hệ thống có phần nào mà xử lý được thì mình xử lý nhẹ nhàng không. Sau thì mình cũng làm quen quen quẩn với thằng này là chính. Mà cái dạng effect này cũng chính là dạng chúng ta dùng nhiều, bắt buộc dùng được rồi. Sau này học công nghệ gì liên quan tới framework for em thì cũng phải tìm được mấy thằng kiểu kiểu như này để dùng, không là sẽ không làm được. Bất à, bài trước á, bài trước đấy đâu, chia sẻ đi. Cái này thì em sẽ ghi lên nhé, ý mọi người có thể xem lại code sau nhé. Đợi chút mọi người ạ. Hôm trước thì chị Ngọc chỉ có dặn em gửi một cái này cho mọi người, mà hôm nay em mới nhớ để gửi trong giờ, đáng ra phải làm trong giờ mà.
Người điền hay không, à không phải chị Ngọc, chị Lân. Chị và người điền xong, anh em nào có xong rồi thì có thể họp trước, còn em sẽ hỗ trợ Đức thích bấm nốt rồi về đâu. Xin mời Đức đã chia sẻ màn hình à. Em xong mình em học trước rồi nhé, em ghi lên cho mọi người đã. Viết như nào á? Anh thử viết đi và gợi ý của em duy nhất bây giờ nhé, là anh sẽ tạo cho em một cái list thứ hai, cái status có tên là list, mà list đây là list thể hiện riêng đấy, gợi ý em như thế đã, còn buổi sau thì có thể em sẽ chữa sau. Tạo một cái state để chứa list hiện và mình tất cả thao tác tìm kiếm cập nhật của mình sẽ không cập nhật vào list, list lấy từ API nữa mà cập nhật vào cái list đang hiện, tức là mình có hai state list. Anh chính về thử nhé, anh suy ngẫm thử cũng dễ thôi. Rồi em Đức chia sẻ hình ảnh nghiên cứu nào. Cốt lên được mọi người nhé. Đức mất tiêu bị lag à? Ở đây rồi, chạy mạng lag cơ. Em chưa định nghĩa hàng cái list, cái hàng cái list em phải khai báo cú pháp chuẩn em ạ. Tôi xin rồi, chia sẻ lại đi. Em phải dùng let để khai báo hoặc là dùng từ function cũng được. Em đặt một chữ chữ function ở à, để anh viết cho dễ. Cái này em khai báo hàm bình thường thôi. Nó là một cái đấy. Cái này thì em khai báo hàm bằng arrow function được. Bằng cái này bằng. Rồi đấy, rồi mà thử lại xem. Not iterable gì đây? Lead, send lead, set thread, send data, ok. Này từ từ mà. Ok ạ, chào mọi người ạ. Lốc lỗi gì đây? Rồi, cái list của em hiện đâu ấy? Trên list à? Add component, add đúng rồi. À, list đây đây. Nhìn cái gì ta? List này. Set list. Set list rồi. List, what list? Ok rồi. Rồi, mình có dùng list được không? Trở lại nào. Rồi bỏ tạm mấy dòng này đi đã, bỏ tạm mấy dòng này đi, mấy dòng này bị lỗi. Mình có dùng cái đấy không nhỉ? Nó sẽ lỗi nhỉ? Làm 6. Sao nào? Có gì? Chuyện này. Ồ, đúng rồi. Set data. Fake. Mistake chứ em, sẽ đi effect ở đây. Ok, cái chỗ sai à, để lại cái kia là mistake mà nó sẽ test nha. Rồi. Rồi. Ok đấy. Lên nữa, tuyệt vời đấy. Và hiện tại Ok, chào mọi người nha.